Nè hai dạ, bữa sinh nhật con á, cô Hà My với lại chú Hector Ram á tặng cho con cái bộ chén nè, mà tặng tới hai bộ lần đó, dễ thương ghê không. Bây giờ á là cho con một cái mày đen một cái, bây giờ con qua đó con chọn cái con thích nha. Ừ, còn cái còn lại cho em đen. Bước vô ngồi xuống, suy nghĩ kỹ rồi chọn nè. Rồi, cái màu vàng với lại cái màu hồng, thích cái màu vàng hả? Con gái á cho chọn lại, chọn cái nào? À, gái chọn màu hồng đúng không? Đúng không? Ừ. Rồi, con cảm ơn cô chú chưa? Giỏi quá, chào cô chú. Qua đây hôn cô chú một cái. Rồi, biết chọn cái đó rồi, qua đây hôn cô chú một cái. Qua đây. Ok, giỏi quá. Ngồi xuống. Thương cô chú nhiều không? Ừ, giỏi. Được ghê.